Trong dịp nghỉ lễ 5 ngày từ 27 tháng 4 đến 1 tháng 5 năm nay, thành phố Hồ Chí Minh là địa điểm thu hút rất đông khách du lịch trong nước và quốc tế. Nhiều người chọn tham quan và tìm hiểu các địa chỉ có ý nghĩa lịch sử như Bảo tàng thành phố Hồ Chí Minh, Bảo tàng Chiến dịch Hồ Chí Minh, Dinh Độc Lập. Nhiều gia đình có con nhỏ chọn đến các khu du lịch mát mẻ như Đầm Sen, Suối Tiên, Thảo Cầm Viên. Các nơi đều có thêm nhiều hoạt động phục vụ du khách trong dịp này. Thưa quý vị, tham quan di tích lịch sử Dinh Độc Lập là một trong những lựa chọn hết sức ý nghĩa trong các kỳ nghỉ lớn như là 30 tháng 4 và 1 tháng 5 gắn với lịch sử. Và theo ghi nhận của chúng tôi thì từ 8 giờ sáng khi mà Dinh Độc Lập vừa mới mở cổng thì đã có rất đông khách du lịch trong nước và quốc tế đến để chờ xếp hàng mua vé vào trong tham quan. Vào đây thì biết rất nhiều về lịch sử của Việt Nam của mình. Thì mình cũng là người Việt Nam thì mình rất là tò mò khi lần đầu tiên đến Sài Gòn, thành phố trẻ. Sắp tới đây cũng là ngày 30 tháng 4, ngày giải phóng miền Nam. Thì là một thế hệ trẻ thì chúng ta nên đến những nơi này tham quan để tưởng nhớ, để nhớ ơn những người mà đã giúp chúng ta có một cuộc sống hòa bình như ngày hôm nay. Lần này là tụi em tự đi tham quan và tụi em quyết định là có sử dụng dịch vụ là máy nghe thuyết minh để mà mình có thể tìm hiểu sâu hơn về những cái công trình, những cái hiện vật ở đây. Thời tiết nắng nóng, tham quan nơi có nhiều cây xanh như Thảo Cầm Viên cũng là lựa chọn của nhiều gia đình. Đặc biệt, từ nay đến 1 tháng 5, Thảo Cầm Viên có tổ chức chương trình lễ hội ẩm thực ba miền, quy mô hơn 50 gian hàng, cùng 150 món bánh truyền thống. Chúng tôi sẽ miễn phí vé vào cổng từ 18 giờ cho tới 20:30 để du khách có thể vào lễ hội thôi, mà không có vào vườn thú. Chúng tôi cũng đã hoàn tất xong cái bảo tàng động thực vật, các cái chương trình biểu diễn về tập tính động vật để cho tương tác với khách nhiều hơn. Muốn để cho mấy bé biết về những cái con động vật á, thì thấy ở thành phố là có được cái Thảo Cầm Viên này nên là muốn đưa bé lên đây để cho các bé biết. Dạ, nãy giờ thì em đi tham quan rất là nhiều luôn. Em đi chuồng hươu cao cổ nè, voi, linh dương rồi mấy con bò sát nữa chị. Em thấy nó rất là mới lạ, kiểu như là nó có nhiều con mình chưa thấy bao giờ mà mình chỉ được thấy qua thế giới động vật, sách, ảnh hay là trên phim truyền hình. Muốn cho các bé đi Thảo Cầm Viên để các con gần gũi với thiên nhiên hơn là để các con biết được các con vật xung quanh mình. Thời tiết thành phố Hồ Chí Minh trong 5 ngày nghỉ sẽ tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng từ 38 đến 39 độ C. Khi đi tham quan, người dân cần lưu ý mang đồ bảo hộ, che chắn, mang theo quạt cầm tay, uống nhiều nước và sử dụng kem chống nắng để bảo vệ da khỏi tia UV.